Vâng, chào mọi người. Xét riêng về tính năng, KNS 450, KNS 550 và KDNS 3011 hoàn toàn giống tất cả nhau về tính năng. Riêng về âm thanh, KDNS 3011 theo cảm nhận riêng của mình hay hơn KNS 450, hay hơn KNS 550. Nhưng nó có một cái khuyết điểm. Thứ nhất là không xài điện. Và cái ngoại hình nó không được đẹp bằng. Đó là cái ưu và cái khuyết của nó. Nhưng mà còn riêng về chúng ta cảm nhận riêng về âm thanh, chúng ta để dùng để nghe và chúng ta dùng để hát là chính, và chúng ta không cần quan trọng lắm về mặt trang trí, thì dòng loa KDNS 3011 này sẽ phù hợp nhất cho chúng ta. Và một cái điều quan trọng hơn là nó còn rẻ hơn nữa, giá nguyên bộ nó là 7,8 triệu. Đấy, này là mặt ngang đó mọi người nha, đây là mặt sau nè. Đấy, và một cái ưu điểm của dòng loa KDNS này nữa mọi người là nó không có bình, không có điện cũng là không có bình cũng là cái ưu mà cũng là cái khuyết. Cái khuyết là chúng ta không đem đi đâu được. Nếu ở ngoài rừng, ngoài núi không có điện, nhưng mà những nơi có điện chúng ta vẫn cắm được và chúng ta có thể xài liên tục, thì nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng hơn là những loa xài pin. Những loa xài pin, xài ắc quy thì nếu chúng ta chơi liên tục thì nó sẽ bị ảnh hưởng về phần bảo mạch, nó sẽ bị nóng lên rất là nhanh. Còn này nó có bộ tản nhiệt. Đây. Rồi, ngày hôm nay thì mình test sẵn, mình test chiếc loa này để mình gửi lên cho anh Quý ở tỉnh Đắk Lắk. Thì trước khi gửi thì mình cũng test cho mọi người tham quan qua luôn, nếu mọi người chưa biết về dòng loa này. Còn nếu mọi người muốn xem video review chi tiết thì mọi người có thể nhấn ở phần mô tả dưới, mình đã làm video rồi nhé. Ok, đây là dòng loa KDNS 3011, trên tay mình đây là chiếc máy chiếu ViewSonic M1 Plus. Thì dòng loa này nó có thể biến một chiếc TV thường trở thành một chiếc TV thông minh. TV thường thì chúng ta đâu có lướt web được đâu. Còn khi có chiếc loa này thì nó có thể kết nối vào wifi hoặc là dây mạng nhà chúng ta, để nó có thể lướt lên YouTube, để chúng ta coi phim YouTube cũng được mọi người nhé. Đây. Rồi, mình thử cho mọi người xem nè. Ở đây thì nó có một cái remote này thì giống y KNS 450. Đấy, nếu mọi người muốn tìm hiểu về những về cái remote này nó có làm được gì thì nhấn ở phần mô tả bên dưới nhé. Bốn cái tính năng mà KNS 450 có thể làm được, những dòng loa khác không làm được nha. Rồi, gõ thử nha. Một thở yêu người. Đó. Mình chỉ cần nói một thở yêu người thì ở đây nó sẽ hiện lên đây. Nó sẽ có hai phần. Ở đây là phần YouTube và phần này là phần nhạc tuyển chọn. Đấy, do mình ở xa cái chỗ wifi quá, ở bên trong kia nó hơi chậm chút thôi. Rồi, ví dụ như bấm bài này, một thở yêu người. Đó. Tông Nam biết chuẩn đi chẳng hạn. Rồi, nhấn vô nó sẽ chọn một bài. Và ở đây thì hát không bị quảng cáo nha. Có thể chọn rất là nhiều bài, 2, 3, 4, 5, 6 bài gì đó. Đấy. Chúng ta có thể qua bài và chúng ta không có bị quảng cáo. Hát giống như là hát karaoke, trong phòng karaoke đó mọi người. Rồi, khi đây thì chúng ta có thể trở về là một là, ví dụ như chúng ta chọn bằng YouTube không nè. Nhìn như này. Tìm YouTube tất cả. Hoặc là đây là chúng ta có thể vừa hát YouTube vừa karaoke. Chế độ YouTube tất cả thì chúng ta có thể xem phim, những cái phim trên YouTube cũng được. Ví dụ như mình mở thử cho mọi người xem thôi nhé. Phim võ thuật. Nói phim võ thuật đó mọi người. Thì nó cũng sẽ ra. Đó, hồi nãy là mình đây, chúng ta có thể xem phim trên YouTube mọi người nè. Đấy, rồi. Thì cái những cái loa có chữ nét á, nghĩa là nó đã tích hợp sẵn cái Android Box, giống như bình thường mọi người phải mua cái Android Box thì cái này nó có sẵn ở đây rồi. Ok, mình sẽ hát thử cho mọi người nghe một bài một thở yêu người nhé. Đấy, qua bài một thở yêu người. Thở nhé. Lộn beat rồi mọi người, mình sẽ bấm lại cái beat nha. Nhưng mà mình lỡ chọn nhiều bài rồi nên giờ mình muốn ưu tiên á. Bình thường mình muốn chọn vô thì mình bấm nút ok nè. Nút ok nè. Còn nếu mình muốn chọn cái bài này lên đầu tiên thì chúng ta nhấn là 1S ok. Rồi, thử nha. Một thở yêu người Jimmy Nguyễn. Đấy, mình không cần nói karaoke, mình chỉ cần nói vậy thôi. Một thở yêu người nói giọng không đúng, nói lại nè. Một thuở yêu người Jimmy Nguyễn. Một thuở yêu người. Đây. Ok, giờ bên này nha. Mình nhập bấm nhập đây. Bấm 1ST nè. Bấm vô. Rồi. Nó sẽ ưu tiên nhé. Qua bài. Đấy nha. Số về. Thank you.
này mới đúng. Xin lỗi mọi người. Vào đây thì nó sẽ quay sẵn của mình cho đây luôn mọi người nè. Đó, hãng hạt nó này cũng khôn ghê, quay còn chèn logo đây nữa. Quá khôn. Ok, rồi. Mình sẽ nguyên bộ đó mọi người nè. Gồm một cái loa, một cái dây HDMI ra đây. Một bốn cục pin nhỏ nè. Bốn cục pin lớn, hai cục pin nhỏ, remote nhỏ, rồi một cái phiếu số hướng dẫn, một cái phiếu bảo hành, hai micro không dây và một cái remote chụp bay như thế này. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ đóng hàng gửi lên cho anh Quý ở Đắk Lắk. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi video. Chúc mọi người một ngày tràn ngập thành niềm vui và hạnh phúc. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.